Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay thì anh em đã quay trở lại nhà cháu Mai, mồ côi có bác ạ. Một cái hoàn cảnh mà Xuân Thiệu trước đã vào đây ghi hình chia sẻ rất là đáng thương. Đó, trong những cái quá trình anh em vào chia sẻ thì cũng được rất nhiều những cái đoàn khác nhau vào đây để cùng ghi hình chia sẻ. Đó, để Xuân Thiệu cũng nhận được khá nhiều những cái tình cảm của các ông bà, cô bác, các mạnh thường quân trong và ngoài nước có gửi cho bốn cháu của bác ạ. Hôm nay thì Xuân Thiệu quay về đây thì cũng có một cái món quà của cô Mai ở bên Mỹ. Đó, cô Mai ở bên Mỹ trước có gửi là 2.550.000. Đó, trong cái khoản này thì cô cũng có dành tặng là 300.000 tiền xăng cho hai anh em. Đó, cũng cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Còn lại thì cô cũng dặn là mua sữa, mua mì và mua gạo. Đó, hôm nay thì Xuân Thiệu vào đây cũng đã mua vào đây rồi. Đó, hôm nay thì nhà bốn chị em cháu Mai thì cũng có một cái tin rất là vui mừng. Đó, thì trước cũng có một số đội đoàn vào đây cùng giúp đỡ ấy. Nên là cũng đã được hỗ trợ một cái ngôi nhà. Đó, anh em hôm nay thì vào đến đây thì cũng đã thấy chở vật liệu vào đây rồi cô bác ạ. Cũng khá lâu rồi anh em chưa vào đây rồi. Đó, đây có lẽ là cái tin vui, tin mừng đến với các cháu. Ôi ô, đây, đây này, chở gạch đây. Mà chở gạch đây này. Ôi dồi ôi, chở nhiều thế. Thật là khủng khiếp luôn. Quá kinh khủng với anh em này. Ôi ôi. Được bao nhiêu viên? Phi thì cậu cộng ra cái gì? Thế này thì chắc phải mười mấy viên á? À? 10 viên luôn. 10 viên á? À? Một viên này là 18 cân, 10 viên này là ôi ôi gần đi được 2 tạ. 2 tạ. Sợ nhỉ? Nói chung là đi xuống cái đường này đi không còn thấy khó. Nói chưa đến nói đến với anh em này. Đấy. Xuống cái dốc vực này thì phải nói là rất là dốc ấy, trời mưa một tí là xuống đây đã khó rồi chứ nói là chở như này đấy. Mấy anh em đang vận chuyển xuống cho nhà cháu Mai đấy, nhà cháu Mai này thì trong cái quá trình Xuân Thiệu vào đây ghi hình chia sẻ thì cũng được rất nhiều các ông bà cô bác có yêu thương đến ấy. Phải nói là các cháu rất là có duyên với các ông bà cô bác đó. Từ lúc anh em vào chia sẻ thì cũng được nhiều đội đoàn vào đây khác nhau đó, thì có một đội đoàn thì cũng có duyên hơn với Xuân Thiệu đã hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu được ngôi nhà rồi đó. Hôm nay thì anh em vào đến đây thì cũng đã thấy đang vận chuyển vật liệu vào đây. Tuy nhiên là trong những cái thời gian vừa rồi Xuân Thiệu cũng nhận được các món quà của các ông bà cô bác có gửi đến cháu thì Xuân Thiệu cũng sẽ mang vào đây để trao lại cho các cháu để các cháu có cái ít quà rồi gạo mà ăn trong những ngày mùa đói này của bác ạ. Đó, đây này, món quà của cô Mai ở bên Mỹ có gửi cho Xuân Thiệu. Mai đây, đây, đây nhá, anh thay mặt cô là sẽ trao lại cái khoản tiền xăng mà cô có hỗ trợ cho anh em mình, 300.000 tiền xăng. Vâng ạ. Đây là có lẽ là một cái động lực rất lớn. Em xin. Anh em mình vào đây thì nói chung là không có duyên lớn bằng những cái đội hòa, những cái đội khác. Vâng, cháu cũng thật sự nhận được cái món quà của cô Mai, cháu rất là vui và cháu xin cảm ơn cô rất nhiều. Xin chúc đại gia đình cô là thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi, ok. Bây giờ thì cũng mời ông bà, cô bác cùng theo anh em để xuống dưới này là xem các cháu sau mấy ngày vừa rồi anh em không vào thì bây giờ có những cái cô bác ông bà hỗ trợ được cái nhà thì không biết là như thế nào rồi, ăn ở ra làm sao cô bác ạ. Đó, cái món quà này Xuân Thiệu mua là hết 470.000 cô bác nhá. Một thùng mì kia là 200, một thùng sữa kia là 200.000, một thùng mì là 90.000, một bao gạo là 160.000. Đó, cái khoản còn giữ lại thì cô bảo là lúc nào có cái hoàn cảnh khó khăn nào hay như nào đó thì cô sẽ dành tặng và sẽ liên hệ lại với Xuân Thiệu sau cô bác ạ. Ai da. Ở đây đã gọi là cái căn nhà là không còn nguyên vẹn nữa rồi. Dỡ hết rồi à? Dỡ hết rồi. Ồ. Dạ, cháu. À, đây nhà bà đây. Các cháu là, ở đây. Nếu mà dỡ nhà thì chắc là các cháu vào đây ở nhà bà thôi chứ. Đây đây đây, đây các cháu ở đây. Anh ạ. Ồ. Hả? Xin chào. Xin chào. Ừ. Kia ná phải không? Hả? Ná là đại ca đấy nhỉ? Đại ca. Nhảm hết thế này à? Ồ. Ồ, em đầu tóc chọc thế. Hả? Ồ, làm sao? Nào không ngành em hả? À, nhưng mà em bị lên cái gì như này hả Mai? Lúc ta hầu của cháu quần hả mày? Ôi dồi. À, bà đây này. Vâng, con chào bà nhá. Ồ, nên rồi, thân rồi. Vâng, thế bây giờ các cháu là ở nhà bà hay là ở chỗ nào bà? Nên đi, lấy chảnh thuốc cháy đi, nó chỉ mất theo nhau chảnh lấy cũng thỏ có lòng thành nhau mình chứ mình gì bây giờ? Nhốt mà. Ồ, à. Nhốt sao vậy?
Bà cũng bảo là trong cái thời gian đang làm cái nhà của các cháu thì là các cháu không có cũng ở chỗ nhà bà thôi. Ở chỗ nhà bà. Vâng, ở tạm nhà bà. Cái tên cháu nhỏ nhất này bây giờ nó lên cái gì đấy hả bà? Lên cái mụn gì ngứa à? Mẹ này chân gì mốt xa lò nhỏ? Mốt xa hả? Mốt xa hả? À chắc là mùa nóng ấy, cho lên cái mụn gì anh ạ? Ôi dù, cái quả đầu này, đây này, lên cái mụn kiểu như là lên... À cái này chưa là bị ngã hay sao á? mọc một cái sừng đây rồi. Thế bố nó về chưa? Nên chi bảo ta lo à? Bảo là bố cũng về rồi. Vâng. Nhà này phải về chứ, nhưng mà cái chân tay bẩn thế. Năm hôm nay bị chín gió tay bây giờ. Hả? Dạ, kia. À, thế là... À, các cháu gọi là cứ đi ngành này ngon nọ ấy nên là bị bẩn hết chân tay. Ná. Ná dạo này đẹp trai nhỉ Ná nhỉ? Chơi quả đầu. Xem là xem cái nhà của cháu xem là đội làm đây. Cái này giữa hôm nào rồi hả bà? Họ đi thảo thứ chua nà nè po. Nhớ chung hoa, chứ xin giỏi. À, xin chào với anh em nhé. Ôi dù, thanh niên này... À, xí tu ở câu nỉ á? Thanh niên này trẻ quá thế. Nhỏ này mà đảo vữa các thứ liên tục và liên tục ấy nhỉ. Ồ, tức là toàn tàu chẳng hỏi là bây giờ. Toàn tàu luôn. Toàn tàu á? Mất là cặp với chạy ra. Con này chạy tập bắt xe luôn. Ê, thanh niên này bảo là làm trên chủ cái nhà rồi. Làm trên chủ cái nhà. À, vâng. Ồ. Tài nghề hết rồi. Nhỏ này mà làm hăng thế. Bao nhiêu tuổi rồi? Mất là trời phê. Chào xong rồi. Hả? Cỏ chi à? Cỏ chi à? Ô trời cỏ chi à? Lấy giỏ xíu. Giỏ xíu. Hả? Ôi giỏ. Thanh niên bảo là hai lần 15 rồi. Hai lần 15 á? Vâng. Gì? Hai lần 15 rồi thanh niên này thì cấm à? Hả? Thì bởi giờ xin giỏ. Lời giấy là có chí xíu. Giỏ xíu. À, chú bảo là một lần 15 thôi. Một lần 15 này. Hai lần 15 này. Ê, còn giỏ hơn cả bác này cơ. Ây dù. Đã gọi là nhỏ nhỏ thôi, thì không đi kiếm ăn rồi. Phải kiếm ăn chứ không thì ở nhà thì... không có tiền nhỉ. À đây này mấy anh em xin chào. À chào các anh nhá. Xin chào mấy đồng chí. Vâng. Vâng. Chào mấy anh thợ nhá. Có lên nhá, nó cá nhân rồi bà. Hả? Nhau rồng. Đây là đang làm móng à? Đang làm móng. Ờ hôm nào dỡ rồi? Dỡ được chắc sắp một tuần đấy. Hết một tuần nhá. Trời mưa quá không làm được. À. Ờ đây là mấy anh em cũng cùng đội nhóm vào đây chia sẻ đấy. Nhưng mà à, có duyên hơn anh em Xuân Thiệu đấy, nên là cũng đã có cái kết nối với các cháu rồi. Bây giờ này các cháu đang dỡ nhà đấy, đây cũng lẽ là cũng là cái điều mừng cho các cháu của bác ạ. Thì ai giúp đỡ thì cũng vậy thôi đấy, cũng mong sao là có cái ngôi nhà có chỗ ở cho nó được kiên cố cho các cháu thôi của bác ạ. Thôi tại cái này đâu còn rau bò cho cái gì. Tao tao á. Nãy cho nó mà rất xinh đẹp tiền. Nãy thật là các anh thợ là cũng sớm lắm. Sớm à? Nhớ chủ đi nó tiết tao nhiêu nhỉ? Nhờ nhờ cái. Thế là gạch là vận chuyển về dưới này hết rồi à? Chưa, còn trên đường còn nhiều. Còn nhiều á? À? Hôm nay định dự định là hôm nào sẽ xây, khởi công. Mai xong xây á? Cái này là làm, mới là làm móng xong rồi xây luôn à? Mai hôm nay làm xong móng thì mai không mưa thì xây được rồi. Còn kéo các kiểu cũng vào hết đây rồi. Kéo các kiểu cũng vào hết rồi. Do là thời gian này ở trên vầng cao thì là mưa nhiều quá. Nên là làm công trình gì đóng cũng rất là bất tiện đấy. Mấy anh em thợ đang nấu cơm xong rồi hay sao? Ủa nên nó ca sư ơi! Vừa đi mua về đấy. Vừa đi mua về á? Một nồi thì xương nấu bí à? À không, tức là làm thì em mua... thịt cho mọi người ấy. À. Mọi người bù thêm sức mạnh và gì mọi người làm à, ừ, lấy lại cái tinh thần một tí hả, động lực. Thế thì giữa nhà này thì các cháu ở chỗ nào hả em? Cháu hôm đi ngủ nhà ba, hôm đi ngủ ngay trong vòi. À, ở đây cũng có cái lán phải không? Cái lán ở đây gì? Nên là ngủ một cái lán này á. Ừ. Cái này nếu mà ấy thì về con em phải làm cái chỗ ở cho các cháu nó hẳn hoi tí mới được chứ, không thì chuyển cái giường vào nhà bà cho ngủ trong nhà bà mới được. Cháu không vào ấy chứ. Hả? À. Không vào. Không vào á? À, thế là như này ví dụ mưa gió thì các cháu lại cái là ngủ khổ. Không quen hả anh? Không quen. À ừ. Do là thừa thì nó là như vậy. Các cháu là ít khi là ngủ nhà người khác ấy. Đúng rồi. Cứ nhà mình thì lại đi nhanh ngủ nhà người khác lại không quen. Thôi mình sang bên này
nói chuyện với các cháu một tí xong rồi trao cho các cháu món quà xong xem là bà như như thế nào đã nhỉ, lâu lắm không gặp bố của các cháu. Ây dồ, trời ơi, thế tên nắng cái này sao không vào trong nhà bà mà ở mà cứ ở ngoài thế này? Ôi trời, chắc cũng chỉ muốn chế này mẹ. Nhớ này đấy. Trời ơi. Nhớ mà nó mỏ. Thế là mình đi vào nhà bà nó nhỉ? Muốn hát chế nhỉ? Hả? Thế là lấy sữa với lại cái này. Sữa với lại mì tôm với lại thứ. À đây là hình như bố cháu kêu bé éo ở đâu kia. À, hình như là ở trong nhà bà đấy. À. Nên lấy cái đồ này vào trong nhà bà đó. Náp ấy, ôi thì đẩy can náp ấy. Đẩy can ná. Cái giường này chắc giường cũ. Em mới khóc thế này thì em ăn cái gì chưa hả Mai? Tôi mi tú và tao nói chỉ tao mi. Ôi cái đầu mọc đầy mụn thế này. Ơi, anh thanh niên là điệu gạch à? Hả? Đâu, tránh ra, tránh các bác điệu gạch nào. Ở con các con vào nhanh lên. Ôi. Xuống đi, xuống đi. Anh nhá xuống đi. Ôi dù, chưa được 3 viên cơ à? Ôi dù. À, 3 viên này có đến 6 70 cân không? Không đến đâu. Đến á. Khỏe anh em. Đây các bác. Điệu từng viên gạch một, nhưng mà làm nhà ở dưới này thì tất cả đều bằng sức người sức của hết. Không có cái gì là được dễ dàng cả các bác ạ. Đó. Ừ. Đây. Nó nhỉ nhỏ. Ừ. Thế nên bà đang nấu cái gì à? Ơ chứ mỏ lò bò. Hả? À, bà đã nấu cơm cho anh em thợ à, nó làm nhà ấy. Thợ làm nhà á? Vâng. Tối quá bà nhỉ? Đúng rồi nhỉ? Đó, ẻ của nó của bác nhỉ? Vâng, vâng. Thế thì tối các cháu bảo vào nhà đây ngủ, bà cứ để các cháu ngủ ở chỗ cái lán, chỗ gần chuồng bò kia thì nó không được ổn cho lắm bà. Ờ, nè bà. Đúng rồi, có cho mình nhớ là nó khắp đi mà nhỉ? Mà. À. Chỉ muốn chăm cầu để tôi phiêu con dưới. À, bà không bảo là hôm nào mưa thì cũng chạy vào nhà bà để ngủ đấy. Ờ. Vâng. Bây giờ dỡ nhà rồi không có chỗ ở thì cứ vào trong nhà bà mà ở cho nó được thoải mái. À, bà bảo là cũng thấy tội các cháu do là dỡ nhà rồi thì các cháu không có chỗ ngủ. Vâng. 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 À, bà là bố à, bố cũng về được mấy hôm rồi. Về mấy hôm rồi. Trời ơi, đến này. Trong ai bị làm sao người cứ bận tần thế? Hả? Con cháu à? Hả? Con cháu làm sao? Khó chịu à? Hay là như nào? Chị chua xin anh á, lò. Lấy chị. Ấy, khéo khéo em, khéo khéo. Mất tao hỏi á? Mất tao đi à? Ừ, nhớ. Sốt à? Hay như nào? Bà là đau đầu ấy. À, đau đầu á? Oh. Thế em ăn cái gì chưa hả Mai? Hả? Em ăn cái gì chưa? Mà lấy của thả hay thì lấy em lấy cho cháu một hộp sữa đi. Mà lấy lò lấy của cà phê lấy của hà đi nè. Lấy tôi sữa. Mà nên cho nên của cà phê à? Cái hành hà đi nè mà. À. À, thế là vừa rồi là à, nên chỉ cho một không muốn nào nhá bây giờ. Thế là vừa rồi là cũng có đoàn đấy, có đoàn là đưa các cháu đi cái gọi là khám bệnh ở giữa Hà Giang. À. Thì là trong cái thời gian đi là các cháu cũng bị mất một bao gạo và những cái đồ dùng cho gia đình nữa. Thế gọi là mất không biết là ai lấy rồi. Nói chung là các cháu không quản lý được ấy. Em lấy cho cháu mấy cháu hộp sữa cho các cháu dùng. Vâng. Đâu mai bế em vào đấy không? Bế em vào đấy. Hả? Làm sao? Cháy lỏ bây giờ. Quả đầu chọc khâu lốc cái này. Thế là ai cắt tóc cho em chọc như thế? Lấy mùi này đi xem nó chết chìa bây giờ. Hả? À, nếu đi khám ở Hà Gia thì bác sĩ là cắt cho bác sĩ nó, cắt cho á? Cho đẹp. Do là mùa nóng anh ạ. À, đúng rồi. Thế bây giờ bà buồn mình ở nhà thôi ư? Cây này nhá, cháy lỏ bò. Còn bà một mình thôi. Đấy, em bóc ra xong rồi cho chú lấy cho đã.
Chú biết rồi. Chắc là lâu không có sữa rồi hay sao ấy. Hào nhỏ. Hào hào chơi phòng phùa sau có miếng nhau hào này. Chín mua kìa hả? Nào, uống sữa đấy nha. Yếu nhanh quá. Nhanh quá. Thế là hết sữa rồi. Thế là lấy cho mỗi cháu một hộp. Vâng. Ná đói hay sao mà cứ ý xin thế con? Nào, chép lắp vào nhỏ. Hả? Đói à? Chép ta hả? À, cho con hòa hộp này. Mày hỏi ý phí của mình nhau nè. Ok. Mày à, hãy mình xài hãy lúc. Giờ tiết lo. Mày hãy lúc. Mày. Kìa. Mày đâu phải luôn. Đâu phải luôn gì đến ta? Không uống á? Mình gai, mình ta. Mình gạo chi xem. Mình gạo chi. Món đến ta đi. Đúng rồi. Đấy, ôi ôi, kìa rồi. Đói thôi anh ạ. Một hơi hết một hộp rồi này. Một hơi luôn. Thừa quá tội nghiệp nha. Ồ. Chắc là khát lắm rồi. Hết luôn. Vâng, một hơi hết luôn. Trời ơi. Thấy lấy sữa vào là tả. Không nhịn được là cứ đòi. Ồ, hết sạch rồi. Lấy cho cháu một hộp nữa. Vâng. À, đây còn một đứa cháu nhà bạn, em lấy cho cháu một hộp đi. Con uống đi. Để xong là cùng nhau uống nhá. Vâng. Bây giờ gọi là về nhà bà cũng có. Ui, một lộ còn chưa được anh ạ. Vẫn còn gái đầu tay đây. Đúng rồi, vẫn còn gái nữa. Rồi chú xích cho. Gọi là không phải uống đủ thì mới thô phải không? Đấy. Ui, hai hộp luôn. Hộp thứ hai đấy. Hai hộp liền. Vâng. Cái này hết sạch chưa? Ôi ô, khắc quá. Đợi quá, gì? Rồi. Ồ, nhỉ thưa thế nhỉ. Chắc là đói, cũng không là đói anh đấy, ạ. Mấy chị em Mai đây này. Vâng. Thế sáng nay là em chưa ăn gì phải không Mai? Mai thật kia, sáng nay chị là bên thầy. Hả? Sáng nay không chưa ăn gì đâu. Chưa ăn gì á? Vâng. Để gọn vào ăn xong rồi để gọn nó không được vứt bừa bãi ở nhà bà nhé. Mẹ chỉ bơi phải là hấp hoặc thức chơi nhá. Cứ khởi rồi nhá. Ồ. Vâng. Tội quá. Để các cháu. Đâu thêm mai về đây bác trao cho cái món quà này đã. Mình xả nó đi. Tôi chỉ không muốn. Muốn cho không phí đâu. Đây anh. Đấy hôm nay bác vào đây thì có cái món quà này là của bà Mai ở bên Mỹ. Có gửi tặng cho các con nhé. Thì giá là 470.000 nhé. Nó này tổ tí à, số này thì tốt hơn thì chạy mua tập là máy nhé, phần nào à mì nè, nhưng mà mì cà nè, nhưng mua tập là ít hơn tiết thôi, vừa xu vừa mít tông, cái vừa sữa tôi rồi tụi mày hào nè, là chạy mình chạy ô tập bò chào nè nhở, mày ô tập bò chào nè, để xem xin, tôi sẽ chụp bóng nhiều, các bạn cả chú ra cùng nhau trên cả cùng nhau chụp chụp ít hào, tôi xin. Mai cũng bảo là rất là cảm ơn đến bà ở bên Mỹ rất nhiều. Bà đã quan tâm và yêu thương đấy các cháu, đã gửi cho các cháu là những cái hộp sữa và bao gạo. Nên là có sữa như thế này thì là cháu nhỏ sẽ gọi là đỡ khóc hơn. Bây giờ bác bảo này, bây giờ là đang giữa nhà như thế là cứ để cái đồ này ở nhà bà nghe chưa? Xong là tối thì sang đây ngủ với bà, không thì cứ ở cái lều kia là nó không đảm bảo cho các em đâu nhé. Johnny nó này. Ý à, ta xin nó chạy hát chạy qua tù máy chiếu chạy ở chạy cho nhớ nhớ sau tiết à. Đó là nhớ sau đi sẵn à. Nhớ sau đi. Dạ. Nhớ sau đi. 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 Nhớ là đồ cơm anh ạ. Ồ, cái này lấy về đồ lại hả bà? Cái này cho cúng là chúng rồi. Dạ, muốn phổi thì cho chú. Ồ. Chú ở là ẻ là số tôi đi à? Nó có ít bạc của mình. Ồ. Nghĩa là bà gọi là đã nấu rồi nhưng mà kiểu là chưa chín ấy. Chín nên là phải đồ lại. À, cái này là bà nấu nồi rồi là không chín bây giờ mang đồ lại đúng không? Vâng. Trời ơi. Quá cảnh đau vậy, bố chỉ thấu thì tao mau chú chỉ là thế sống luôn. À, vậy đó. Để mình chỉ mua vậy là ta đã đó. Bây giờ nói chung là
cũng rất là may cho các cháu là cũng được các ông bà là hỗ trợ cho cái ngôi nhà rồi. Vâng. Hôm nay thì anh em cũng vào đây thì cũng đã thấy dỡ cái ngôi nhà rồi các bác ạ. Đó, có lẽ là anh em Xuân Thiệu và em gì không có nhiều duyên nhưng cái đội đoàn khác để giúp đỡ cho các cháu được cái ngôi nhà. Nhưng mà cũng ai giúp đỡ thì cũng vậy thôi, cũng mong sao là có cái ngôi nhà chỗ ở cho các con nó được kiên cố một chút của bác ạ. Đó, không như là trước cái ngôi nhà nó ẩm thấp rồi mưa gió các thứ ấy, các cháu là lúc nào cũng nhem nhuốc. Đó, cũng được cái ngôi nhà như vậy thì để các cháu mai mốt thì ở nó sạch sẽ một chút rồi. Đó. Đây này. Cháu Mai hôm nay có vẻ như là buồn buồn hay sao ấy. Chán hả? Hả? Thế nhớ sẽ phát đi âm mà ta hỏi thế là. Hả? Nhắn đi á. Thế thế bố về lâu chưa? À thì là ta không tan đi rồi. Về xong hả? Con về được mấy hôm rồi. Ờ. Thế bố về có được tiền hay cái gì về không? À thì lỡ thì bật tao thiên. Ừ, con không được đâu. Không được á? Vâng. Trời ơi, thế thế ai gọi về? Thế thì hô đó. Lấy cho chơi là hô rồi à? À, thế là các cái đoàn vào đây làm nhà cho các cháu là gọi gọi về đó. À. Vâng. À. Thế là vừa rồi có đoàn đưa các cháu đi vào Hà Giang ấy thì là trong nhà cũng bị mất một số đồ thì là mới gọi bố về. Vâng. Phải về chứ, làm nhà làm cửa không về mà xem mà làm thế nào thì làm sao mà ấy được. Vâng. Còn cháu ná đây này, đại ca ná đây. Nhà nhu hết cả. Nói chung là ở nhà bà này thì cũng y chang như nhà các cháu thôi cô bác ạ, cũng hoàn cảnh như vậy đấy. Nhưng mà ở nhà bà này nói chung là còn có con trai con dâu ở nhà thì cái ngôi nhà nó còn khô ráo hơn một chút, không như các cháu ở nhà cứ nom nhau như thế thì đương nhiên là nó sẽ nheo nhóc rồi đấy. Đây này các cháu này cô bác, do là mùa này mùa mưa mới là lúc nắng lúc mưa đây, các cháu cứ lên những cái mụn ngứa ngứa như thế này đó. Em như thế này thì tối ngủ chả khóc lắm hả Mai? Nhắc phương phương thì vừa qua mình xài. Không có thần hóa. Mai bảo khóc nhiều lắm. Thì à? Vâng. Khóc thì lấy sang nhà bà mà ngủ đi, không ngủ ở cái lán này đâu nữa đâu nhá. Vừa qua mà chỉ phương hát này là phía sau thầy à? Thế phương hát lúc chơi hát lúc quên nhỏ. Sao như tôi có thế là các cháu ngủ không quên ở chỗ nhà bà. Bà bảo là cháu nhỏ ấy là ngủ đến nửa đêm là cháu cứ khóc nhiều quá nên là phải bắt chị là lấy về nhà. Cứ đò về ấy. Trời ơi. Nên là nửa đêm phải về cái lán ở dưới cái chuồng bò mà ngủ. Thế thì con trai mới lại con dâu của bà chưa về ư? Tu nhỏ rồi nhá nhau đi. Tú gió nhá dòng mùa mùa tỉnh thì tái rồi. À đi sang bên ngoại rồi. Sang bên ngoại á? Vâng. À. Bây giờ thì các cháu ở đây bà lại hơi mệt nhỉ? Mệt một chút nhỉ. Khó quản lý. Đấy. Đây rồi. Thanh niên đây rồi. Tao không thế. Ừ. Ở đây xem nào. Hả? Nó đón không ấy? Thế nên vừa rồi này đi làm cái gì ở đâu mãi biệt tâm biệt tích như thế? Nhà do ở đâu mùa quá chỉ khó thử chỉ bỏ đánh đủ hơn thế này. Nó đâu chơi điếu á? À đi làm nhà cho người ta ở bên kia. Ở bên kia? Vâng. Vậy có được nhiều tiền về không? Nó chỉ tao không nói xin lỗi đó. Nào không một sao, nào đang giảm mối này. À hôm qua về mới thu về người ta không cho đó. Hôm qua về người ta không cho á? Vâng. Ôi đi làm lâu như thế, hàng bao nhiêu thời gian này người ta lại không cho? Ngủ hôm nay, cái là giảm mối à? Cháu. Nào không sao là giảm mối. Hôm qua anh vừa mới gọi là đi... Đi thu xe là có người ta có hay chưa để cho anh. Nhưng mà anh đi thì người ta bảo là chưa có. Trời ơi. Vâng. Mình về mình làm nhà làm cửa các kiểu này về thì bảo là còn về làm nhà mình thì đi làm bao nhiêu công thì phải lấy được chứ. Hay là tiền vô vô mạo chơi vô nhiên hay đi chết rồi. Cũng có nói như thế nhưng mà người ta bảo là chưa có. Vẫn chưa có. Chắc là nhà cái công trình người ta làm chưa xong à? Nhà xe đó chạy đâu chỉ tao tao rồi. À là không làm được rồi đấy. Làm được rồi mà người ta chưa cho á. Thế thôi đi làm bằng bao nhiêu thời gian như thế về còn không người ta không cho tiền về thế này còn làm ăn gì? Nó chỉ mất tiền là dùng ăn rồi. Nhờ nó.
Đấy, bây giờ kiếm được công việc có phải dễ đâu. Đi làm được rồi thế nhưng mà ví dụ làm cái công trình người ta dở dang, người ta cho thanh toán thì cũng chưa có tiền. Vâng. Đấy, nó khổ là như vậy đấy các bác ạ. Đấy, chỉ tụi các cháu đây này. Đấy. Nhắm nhúc cả. Đấy. Nhà bà này thì nói chung là mới hôm nay thì còn tạnh mưa, còn khô ráo một tí. Để cho anh em vào thì nó cũng sập sệ hết cả rồi. À, cuộc sống của bà con ở cái khu vực này thì gần như là như nhau các bác ạ. Nhà cửa nó đều như thế cả. Đó. Không có điều kiện mà xây thì cứ ở như vậy thôi. Đời này qua đời khác rồi các bác ạ. Rất là khổ, rất là tội. Thôi, khả năng anh em mình cũng đi thôi nhỉ. Vâng. À, cháu đi thôi bà nhá. Anh Điệt, bà mình nhanh nhanh một chế à? Vâng. Nhưng mà nên tôi sửa cho mình nhiều tà mấy mùa ghen. Ừ, xin chào nhá, chào các bạn nhá. Bye, 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 xin chào, bye, bye, xin chào nhỉ. Để các cháu chơi thôi. Đấy, hôm nay thì anh em cũng mang cái món quà của cô Mai vào để chào cho gia đình rồi. Em mới là bây giờ thì anh em cũng tranh thủ đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Trong nhà rất là ẩm thấp nhỉ. Đi, đi. Ra ngoài thoáng hẳn nhỉ. Ở trong nhà bà con thường thường lợp những cái mái bà lô nó thấp thấp ấy. Ra là nó rất là nóng. Đó. Cũng rất là vui rồi. Bây giờ thì anh em xuống tiêu với em gì à? Có lẽ là cũng kết thúc cái video này thôi. Cũng hẹn gặp lại các ông bà ở những tập phim lần sau nhé. Xin chào.